không bao giờ. Không một lần. Vậy là mình đóng phi vậy? Có chứ, có lên hợp đồng và có đưa ký nhưng che cái chỗ tiền lại. Mình nói hả, trời công nhận bà Trang bả lì gì chứ. Bác sĩ đang may cho bả mà bả dám gọi điện thoại cho mình. Nói là bác sĩ đang may cho em. Nghĩ ôi vợ mình bảnh thiệt. Mình tự hào vì vợ mình lắm. Sau khi hết thuốc tê khóc như mưa. Mà là mình ám ảnh, gây cho mình có sự ám ảnh tới bây giờ. Mà mỗi lần mà nhắc tới mà sẽ sanh trên con rồi anh hay bị sợ. Anh là người sợ chứ không phải là Trang nha. Anh yếu đuối. Con anh hồi nhỏ tới lớn anh không dám dắt nó đi chích luôn mà. Anh sợ nhìn thấy nó bị chích, anh sợ mình không đủ mạnh mẽ đến kế nó sẽ khóc. Vậy là trong nhà đã anh rất là sợ kim hơn, đúng không ạ? Anh rất là sợ kim, anh sợ kim chứ. Anh Luật hả? Dạ đúng rồi. Anh Luật là người rất là hòa đồng, vui tính với lại tất cả anh em và lúc nào cũng để muốn cho anh em vui để mà tạo được cái năng lượng tích cực ở trên cái phim trường của mình. Và anh Luật cho em với Luật giống như một chỗ là không muốn trong cái đoạn phim mình có tiêu cực và có những cái sự lớn tiếng với nhau. Thì anh Luật là một cái người, cho nên chính vì vậy mà anh Luật là người lúc nào cũng tiên phong tạo ra cái năng lượng tích cực. Tất nhiên là không. Không bao giờ. Không một lần. Vậy là mình đóng phim à? Có chứ, có lên hợp đồng và có đưa ký nhưng che cái chỗ tiền lại. Không cho biết không gì hết. Trời ơi, đâu có khả năng, đâu có cơ hội mà về túi của anh em. Nó không ghé thăm anh một lần nào luôn. Anh không nhìn được nó luôn mà. Anh chỉ nghe loáng thoáng. Nghe loáng thoáng là nhân viên nói là anh Luật ơi, đưa anh Luật đừng đi đây nè. Thì thôi đó. Có đoàn lo hết em ơi. Ví dụ mà đi phim thì có trợ lý cầm tiền thôi mà. Mình muốn ăn gì trợ lý lo. Muốn mua gì trợ lý lo. Xong về giải chi lại với công ty. Uống gì trợ lý lo, xong rồi về đưa tiền. Có cái bill đó về để công ty trả tiền lại hết. Anh đỡ các có người lo hết, cho nên anh cũng không tình xài tiền nhiều. Ít khi nào phán em. Khi nào anh lâu á. Anh lâu. Nói thiệt đi, chứ lâu, anh nói lâu. Vậy mọi người cứ nghĩ em là siết tiền anh dữ lắm. Lâu lâu, không nghe nói từ lâu lâu hả? Không có lâu lâu ở đây. Lâu lâu, bao nhiêu lâu rồi em chưa cho tiền anh? Bây giờ đó, bây giờ nói thẳng đi, bao nhiêu lâu rồi em chưa cho tiền anh? Tháng cho một lần. Một lần cho nhiêu, nói coi. Trời ơi, cũng 7-8 triệu chứ ít gì. 7-8 triệu, em nói mà. Trời, có gì đâu mà mẹ nói. Bói dần trăng lập chính nè, 1 tháng 5 triệu. 5 triệu, có khi em cho hơn. Lúc đầu 3 triệu. Oh, no. 3 triệu hồi đời nè, rồi xưa rồi. Sau 5 năm có ai làm một cái việc gì đó sau 5 năm từ 3 triệu lên 5 triệu không? Có khi 7-8 triệu lận. 7-8 triệu là lúc đó là vui thiệt là vui. Vui mới cho tiền chứ không vui sao cho tiền anh. Vui mới cho tiền chứ không vui sao cho tiền anh. Cười quá là rồi, cái cho tiền xong rồi cái khích lên quá cái quýnh người ta luôn. Tạm đây luôn. Anh đâu có tốn tiền chuyện đó. Anh thích mua gì là anh order. Tự mua tự order xong về nhà thì chị tự trả tiền. Mà đâu phải mua là mua tặng, nói là tặng quà cho vợ nhưng mà phải mua 2 cái. Nếu mà hiểu tặng vợ thì chắc vợ theo. Có nghĩa là khi mà hai đứa mà đi du lịch hay gì đó, một món đồ hiệu gì đó thì mình sẽ dắt vợ vô, nó cái này đẹp với em này em mua đi. Bạn này thì rất là sợ tốn tiền, nó hôi mắt của hoài không mua đâu. Mình còn nhiều thứ phải làm nữa anh ơi. Nó không, mình cứ mua đi, không sao đâu, con gái mà cũng phải một hai cái món đồ hiệu. Với lại em bây giờ em đi đại event được nhiều sự kiện nhiều thì em cần phải cái này. Nó không phải là em khoe, nhưng mà nó như một cái phụ kiện, nó đi theo em để cho cái em bước vô đó thì nó phải đẹp. Gái ai thích đẹp mà. Thôi kệ em mua đi em. Cái bà vừa mua xong cái giờ tới phiên anh mua. Không à, anh không quan hệ nhiều à. Anh là chỉ có đúng một cái giỏ là vợ anh mua. Còn tất cả những cái thứ còn lại là anh đi xin không đó. Đi xin không đó. Anh mà thích cái gì quá cái anh làm bộ. Ví dụ như tới ngày sinh nhật của anh, cái anh làm bộ em nhắn: ê, cái túi này đẹp mà tụi bay. Cái là tụi nó hùng tiền cho mua cho anh. Chị biết chứ, bà chị rất là ủng hộ anh làm. Chị rất là ủng hộ. Nhờ sự ủng hộ của vợ anh và nhờ cách anh chơi với lại em Út. Bây giờ đó hai vợ chồng anh cô đơn, thấy có hai người xung quanh thôi. Tôi nói vậy, ở nhà nhờ cha mẹ ra đường, nhờ bạn bè. Nó đang lo luôn, không có ghen. Tại vì có người, có thứ nhất là có trợ lý đi theo, thứ hai là có tài xế đi theo. Có khi nào mà xa lâu, thiệt lâu thì hãy suy nghĩ vu vơ thì có. Nhưng mà thời gian mà anh chị xa nhau lâu nhất là bao nhiêu ngày? Một tháng. Thế là mình có gọi điện hay tham hay là nhắn tin gì? Ngày nào cũng gọi, nhưng mà cũng không bao giờ là đủ. Chắc là gọi là cũng cà khịa nhau thôi đúng không? Bắt đầu là cà khịa, xong rồi bắt đầu suy nghĩ bâng quơ rồi thì kia. Nói tầm bậy bạ, cái hai đứa gây lộn. Gây lộn thì mà quê, vậy đó, cứ vòng vòng lẫn quẩn như hoài. Tụi anh không có quy tắc chung mà tụi anh sống cho cảm xúc là chính. Tại vì nói chứ cả nhau cách mấy mà
nói ngủ chung giường mà không quay mặt mỗi người một hướng thì cũng như không. Anh chị không có cái đó, nhưng mà chắc chắn là sẽ ngủ chung, bằng mọi giá sẽ ngủ chung. Không có chuyện là giận rồi nó kêu là em anh đi ra ngoài đi, thì tôi đi ra ngoài hỏi cũng dòng vô lại, dòng một lần không được, dòng vô lần hai lần ba thì cũng phải siêu lòng, cũng phải cho vô ngủ thôi, chứ không có chuyện mà. Và cái quy tắc của anh với lại Trang là khi có mâu thuẫn hay là cái gì đó không hiểu là mình giải quyết ngay thẳng thắn, không có để qua đêm, không có để chất chứa trong lòng. Tại vì sợ nhất là những cái mâu thuẫn mà để chất chứa trong lòng, có thể lúc đó mình chưa thông, mình để trong lòng, còn một cái khác nó chồng lên nữa, cái khác nó chồng nữa, tới lúc nó đầy hết trong lòng rồi, chỉ cần một cái chuyện nhỏ xíu là nó bùng lên thành một lửa lớn liền. Cho nên là mình phải giải quyết liền, có đâu có không ai làm lại, hãy nhìn người làm lại không chứ. Tại vì mình thì không có nhìn xung quanh, khi mà bắt đầu mình phát triển, mình làm nhất là trong nghệ thuật này thì mình cứ mục tiêu của mình là phải đi tới đó, thì hai vợ chồng nắm tay đi tới đó, không nhìn xung quanh. Đó là cái cách mà mình sống trong nghề, không nhìn xung quanh, không gạt dò, không lớn, cứ tới đường mình đi thôi, tới đúng thời điểm đó. Có ai xếp trước thì mình đứng chờ, người ta đi thì mình đi, người ta đứng thì mình đứng, chứ không có chuyện là mình gạt người ta qua, mình đạp đổ người ta để mình chạy lên, không có. Cho nên là cái đó thì giữa hai vợ chồng có một cái điểm chung đó, đụng thử đi biết. Nó chưa là rất nhiều người muốn đụng, mà đụng thử đi biết, có nghĩa là hiền, lành tính, chứ không phải dễ tính nha. Lành tính khác dễ tính nè, lành tính có nghĩa là tôi không thích tranh chấp, nhưng mà khi bắt buộc tôi phải tranh chấp, bắt buộc tôi phải đổ máu là tôi dám đổ. Có nghĩa là chén cơm của tôi đang cầm, tôi không giật chén cơm của bạn, mà bạn giật chén cơm của tôi là tôi chơi bạn liền chứ mắc gì. Tại vì bạn giật chén cơm của tôi là vợ tôi đói, con tôi đói, gia đình tôi đói. Cho nên là nếu cần đổi là mình dám đổi. Đó, nó vậy thôi, đơn giản như vậy. Ăn nông. Mơ lắm. Không. Không là gì? Là sao? Mình còn đâu tuổi gì, mình còn trẻ măng mà làm gì nghỉ ngơi. Không có, ý nghĩ ngơi bây giờ. Không, đúng rồi, không có nghĩ ngơi bây giờ, mà là đến một cái thời điểm nào đó anh chị sẽ kiểu có mình chứ. Như vậy thì không nghĩ tới, thời điểm nó xa lắm, mình đừng nên nghĩ tới. Thật sự ra anh là anh có nghĩ, ví dụ như mình làm tới khoảng 60-70 tuổi gì đó, là mình lúc đó là mình chỉ đi du lịch thôi, rồi mình nhận những cái dự án nào mà mình sợ những cái cảnh là khi mình lớn tuổi rồi mình không có một cái khoản dư cho bản thân mình, là gánh nặng của con cháu gì đó, thì lúc đó mình phải loay hoay với cái mưu sinh nữa, mình phải làm sao, mình phải vận động thế nào tới khi mà ở cái tuổi mà như là 70-60 gì đó, 60-70 gì đó, là mình không còn phải chạy đi xin việc, chạy đi tìm việc. Lúc đó mình thích thì mình làm cho cái đam mê của mình sống cho cái đam mê của mình, rồi hai vợ chồng dắt tay nhau đi du lịch, mình muốn đi chơi, mình muốn xài là mình có tiền sẵn mình xài. Lúc đó mình không cần phải lệ thuộc ai hết. Đó là cái ước mơ đâu phải của luật với Trang đâu, mà của hàng triệu người, hàng trăm tỷ người trên trái đất này, ai cũng ước muốn có một cái kết như vậy hết. Mà muốn có một cái kết như vậy thì ở cái tuổi này mình phải làm không ngừng nghỉ. Trong cái khoảng thời gian đó, cái mình bị thấm cái câu mà đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình đó, tự nhiên mình tự thấm rồi tự drama rồi tự khóc luôn ở ngay chỗ đó. Trời ơi, đây là một cái kênh chứ bao giờ có. Trước giờ người ta chỉ có những cái ca vậy nè, ôi em cảm thấy mình vĩ đại, mình đẻ được con. Ủa, sao mình đẻ được cái đứa này vậy ta? Ủa sao con mình xấu vậy? Nhưng trường hợp mà con mọi thứ quyện lại thành một khối mờ mờ. Không thấy, thiệt. Em có thú nhận với bác sĩ là thiệt ra em bị cờ em không thấy gì không? Không, hay cũng khóc cho đúng kịch bản vậy luôn. Khóc chút xíu vậy thôi, mình dạng mũi lòng, mình khóc chút xíu vậy thôi. Lúc này đang tức là tại sao thằng chồng mình nó không đẻ mà mình phải ở trong cái đẻ. Trời, thì mình bị tức vậy thôi. Xong cái bác sĩ mai lại, cái bác sĩ đưa điện thoại nè, nói chuyện với chồng đi. Thì bác sĩ đang mai cho mình cái nói chuyện với ông luật. Ông luật nói em sao rồi, sao gọi điện thoại được, nói bác sĩ cho mượn điện thoại gọi cho anh. Nói ủa rồi em đang làm gì, bác sĩ đang mai cho em. Nói trời đất ơi, đang mai mà còn gọi điện thoại. Gọi điện thoại nữa anh. Ừ, bác sĩ đang mai, bác sĩ cho em mượn điện thoại gọi cho anh. Đó, nghe chào. Cái cảm giác của anh có như thế nào anh? Cái tù lao. Và thật sự ra là lúc đó mình mắc cười lắm. Mình nói hả, trời ơi, công nhận bà Trang bả lì thiệt chứ. Bác sĩ đang may cho bả mà bà dám gọi điện thoại cho mình. Nói là bác sĩ đang may cho em. Ôi, vợ mình bảnh thiệt. Mình tự hào vì vợ mình lắm. Sau khi hết thuốc tê, khóc như mưa. Mà làm được ám ảnh, gây cho mình có sự ám ảnh tới bây giờ. Mà mỗi lần mà nhắc tới mà sẽ sanh thêm con rồi, anh hay bị sợ. Anh là người sợ chứ không phải là Trang nha. Anh là người sợ là vậy đó. Anh sợ nhìn cái cảm giác cái vợ mình đau đớn rồi quằn quại khi mà, tại vì mình hiểu được cái cảm giác, em hiểu được cái cảm giác là người ta vừa sinh mổ xong
người ta chỉ nằm yên một chỗ, người ta chỉ cần nhúc nhích là người ta đau. Đỡ bạn ấy ngồi dậy thôi mà hai người đỡ, mà đỡ lên tới đâu nước mắt rớt cái đó. Nó đau đớn tột độ, và khi bạn tập đi á là cái ngón chân bạn nhúc nhích vậy nè. Trời ơi, mình nhìn thấy được cái sự đau đớn đó, mà anh bị sợ cái cảm giác nhìn thấy đó. Anh bị cái là anh yếu đuối. Con anh hồi nhỏ tới lớn anh không dám dắt nó đi chích luôn, mà anh sợ nhìn thấy nó bị chích, anh sợ mình không đủ mạnh mẽ đến kế nó sẽ khóc. Vậy là trong nhà đã chỉ anh rất là sợ kim thôi, đúng không ạ? Anh rất là sợ kim, anh sợ kim chứ lắm. Thì thấy cái kim anh sợ, là cho nên là mỗi lần hồi xưa từ nhỏ lớn đi chích là ba anh với lại vợ anh đưa con đi. Lần đầu tiên gặp Andy á là nó cái cảm giác nó khó tả lắm, nó cũng cảm động thì cũng không phải cảm động, mà sung sướng nó không phải sung sướng, nó nhiều thứ trong đầu mình lắm. Chỉ là cô y tá kêu là chúng lực ở đây nhận con nè, là mới đi một vòng cái mình đứng ngay chỗ Andy. Mà nó ủa sao biết chắc chắn nó là con mình, nó nhìn nó chờ bà nhìn hai cái trán giống như cái trang chứ không phải con gì. Thì lúc đó mới biết là người ta đùa, là cố tình đi qua Andy coi mình có đứng lại không, mà đứng ngay chân Andy luôn. Thì nó đỏ hỏn à, mình nhìn trong đầu nó ủa chết cha sao nó đen dữ ta, thì nó đỏ quét à, chết rồi sao Andy nó đen rồi. Cái mọi người nói mình cái đầu tiên mình đi coi tay coi chân của con coi nó lành lặn hay không, rồi thấy nó khóc lớn thì mình quay qua mình hỏi gia đình, nó khóc lớn thì là nó sao ba khỏe đó con, thì kia nó cũng vui. Lúc đó bắt đầu một tiếng sau cái cảm xúc của mình nó sẽ khác rồi. Lúc đó chỉ trông gặp vợ thôi chứ không có, nó thiệt sự là không muốn trông gặp con, tại vì biết là vợ mổ rồi. Lúc vô thăm ở phòng hồi sức đó thì bà nói là bà cắt nước, tính lấy nước cho bà uống rồi bị tá chửi. Mình dung hòa với tay, có nghĩa là mình vẫn cho con có ý kiến của nó, mình không có ép buộc con là cái này nó phải vậy cái kia phải, cho nó những cái nào mà mình kiểm soát được thì mình sẽ cho nó thử, những cái nào mình cũng không kiểm soát được thì mình không có khuyến khích con thử. Có chứ, có thời gian rảnh là mình với con sẽ gặp nhau, sẽ nói chuyện với nhau. Và thật sự ra Andy thì quấn quýt với mẹ dữ lắm, có bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong cuộc sống, trong lúc học hành rồi này kia thì mẹ là người biết trước đầu tiên. Tại vì tối nào Andy cũng phải vô trong phòng tâm sự với mẹ, rồi lâu lâu thì hai mẹ con lại dắt nhau đi chơi, đi shopping rồi này kia, gia đình dắt nhau đi chơi. Sự đúng. Ví dụ ba sai thì phạt ba, ví dụ thì sai thì còn anh đi sai thì bắt đi điều đó, ba sai ba cũng phải điều đó. Như nhau hết đúng không chị? Sự đúng, tại vì mình phải tập cho con mình cái thói quen cái nào đúng là phải thực thi. Không được đưa cho nó cái chuyện mà ví dụ như giờ mình lớn mình sai, mình có thể năn nỉ quen biết đồ này kia cái nọ, rồi nó sẽ tạo thành cái thói quen là nó sẽ ỷ lại cái chuyện là nó sau này nó lớn lên nó ỷ vào một cái, ví dụ nó ỷ vào cha mẹ nó không còn làm đúng nữa. Cho nên là bất cứ khi nào dắt Andy ra đường hay gì đó, mình phải tập cho con mình đúng trước đã. Đúng, bình thường Andy không có một món đồ nào gọi là quá xa xỉ, và khi Andy mua một cái món đồ nào mà nó mắc tiền đó là Andy xin có khi gần cả năm trời mới được đó. Mình không cho nó thấy cái sự dễ dãi đó. Nó mê xe đạp thì nó phải xin đi xin lại và phải đưa ra những cái KPI cho nó, là con phải đạt được cái này, con phải đạt được cái này, và khi nó đạt được rồi thì mình mới hướng cho nó là con biết cái giá trị của cái xe này không, con biết cái giá trị của cái xe này, cái xe này nếu mà để có xe này ba với mẹ là phải làm ngày làm đêm bao nhiêu ngày đó, thấy ba với mẹ mệt mỏi này kia đó là do đi làm để kiếm tiền mua xe này không. Anh ở nhà anh là người dễ dãi sao cũng được. Trang là đóng vai hát, anh là nữ hoàng thân thiện, mà thật sự mình không thích làm cái vũ trụ vũ ơ gì ở đây đó, mình không có quen dùng cái từ vũ trụ. Mình chỉ biết là giống như là khán giả còn thương, khán giả còn ủng hộ thì mình sẽ còn, tại vì mình khi mình làm phần 2 thì mình đã lên một cái plan lý tưởng cho phần 3, phần 4, phần 5 rồi. Có một cái câu chuyện và những nhân vật xuất hiện trong phần 2 không phải tự nhiên mà xuất hiện đó, cho nên là nó sẽ có cái câu chuyện, nó sẽ dính với nhau. Mình không phải là theo cái mô típ là câu chuyện của phần 2 và phần 3 không liên quan tới nhau. Lạnh, rất lạnh. Cái thời tiết nó lúc đầu mình nghĩ cái thời tiết nó sẽ thuận lợi cho những cái cảnh hành động, nhưng mà khi mà quay á thì lên Đà Lạt lúc đó là tháng 12, thì cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian lạnh nhất của Đà Lạt, mà quay xuyên đêm, quay cứ quay trong rừng mà quay tới sáng thì lại chính lại cái không khí lạnh nó lại một cái sự đó cản trở rất lớn so với cho cái sự diễn xuất của diễn viên, bởi vì khi mà lạnh quá cái cơ mình sẽ bị cứng,
nó cứng mình mà đóng những cảnh hành động thì nó sẽ dễ bị tổn thương, dễ bị dập bẻ, gây trở ngại cho diễn xuất của tất cả mọi người. Thực sự là lúc đó là cái sự lo lắng là mình chỉ dành cho nhau khi mình về tới nhà, còn khi ra ngoài phim trường mới là cái sự lo lắng ruột và trang nó dành cho tất cả các ekip. Chỉ khi nào mình xong cái set quay đó về nhà rồi thì em Trang mới hỏi là anh có sao hôm hay là đừng có hỏi em có sao không, mình ra ngoài có chút tất cả là công việc hết. Tất cả những cái vấn đề trên phim trường mình đều có thể xử lý và giải quyết được hết. Thực sự ra ngoài phim trường á, anh mới là người nhõng nhẽo nhiều hơn Trang, anh nhõng nhẽo với Trang dữ lắm. Anh có thể kể cụ thể được không ạ? Rồi, bất cứ một cái pha hành động nào là anh đều khóc với Trang đó. Không làm đâu, Trang mới tới dỗ dành anh này nọ mới làm. Vậy là lên tới phim trường là vai trò mình đổi ngược lại đúng không ạ? Đổi ngược lại á. Dạ, tại vì lâu lâu anh mới có cơ hội nhõng nhẽo mà. Là bình thường ở nhà không được nhõng nhẽo ha. Nhà nhõng nhẽo bị quánh liền á. Anh không được nhõng nhẽo. Không anh. Tại vì anh chị làm ăn chắc bắt bền, nghĩa là mình đủ tiền mình mới làm, mà không đủ tiền mình không làm. Và đây không phải mình nói là để mình khoe khoang hết, thì Tiến Lực và Thu Trang chưa bao giờ thiếu nợ ai một đồng nào hết khi đang ngoài phim trường. Chắc có lẽ là mình quá nhiều thứ để lo, mình còn cha mẹ hai bên, còn anh chị em rồi các kiểu, mình phải lo, cho nên mình làm gì mình tính kỹ lắm. Mình sợ thí dụ như mà lỡ như chẳng may mà phim không thành công, mình mất cái tiền đó đi, thì mình cũng phải còn một cái số tiền mình thủ thân để mình còn lo cho gia đình nữa. Chứ mình bán, mình có cái nhà mình bán luôn mà cha mẹ mình đi đâu. Bên mình có chứ, có kế hoạch đó, đang có kế hoạch, đang thực sự ra là mình đang tìm tại sao mà mình không đăng tuyển. Bởi vì thứ nhất là khi đăng tuyển thì mình phải bỏ rất là nhiều thời gian để mình lựa chọn, và cái tầm quy mô của công ty nó phải lớn nữa thì mình mới có thể là nuôi một lần 7, 8, 9, 10 cái lần để mình chọn ra cái bạn xuất sắc nhất. Còn bây giờ thì mình đang tìm cái bạn nào, nhân tố nào mình cảm thấy là sẽ ổn thì mình sẽ tới để mình nói chuyện, mình kéo về công ty của mình. Thì hiện tại bây giờ thì công ty của chị đã có 2 talent, thì vẫn để cho các bạn đang đào tạo, các bạn để cho bạn học hỏi. Thì không biết là chị Trang trong cái quá trình đào tạo mình có phải là một người khó tính không? Chị chỉ khó tính về cái bên ngoài thôi, còn những cái về mà chuyên môn đồ này nọ thì các bạn phải từ từ có thời gian. Và những cái về chuyên môn thì chị sẽ cho các bạn đi học đúng những cái lớp mà của những thầy cô chuyên môn đó dạy, chứ chị không phải là người trực tiếp dạy các bạn. Chị chỉ là người truyền đạt lại cái kinh nghiệm của mình như thế nào, và về nói chuyện với các bạn về cái cách đối nhân xử thế, cái đạo đức trong nghề như thế nào, thì chị sẽ là người chịu trách nhiệm cái đó. Còn về những cái chuyên môn mà học hành diễn xuất hay là học về diễn đồ này nọ là chị phải có thầy cô kinh có rất là nhiều kinh nghiệm và lớn tuổi để họ chỉ dạy lại cho các bạn. Nói chung là nghề không biết thì có thể dạy, chứ đạo đức thì đức có thì đạo đức không có là thôi. Có thể bạn diễn viên bạn diễn không tốt, nhưng mà bạn lễ phép, đạo đức bạn tốt thì cơ hội của bạn cũng sẽ đến. Thì không biết là trong cái năm 2021 này anh chị có một cái mong muốn gì không? Mong muốn gì? Mong muốn lớn nhất là nó khôi phục lại cái nền kinh tế, cái mong nền muốn kinh tế của chung của Việt Nam, của thế giới Việt Nam, và cái nền điện ảnh nó cũng phải khôi phục lại. Thì như vậy thì những người sản xuất giống như Trang với Luật thì mới có thể làm được những cái bộ phim hoặc là những cái dự án mà đã đình trệ từ năm 2020. Mình chỉ cầu là dân giàu thôi. Dân càng giàu thì anh em nghệ sĩ, anh em làm nghệ thuật sẽ càng. Con tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm và sinh năm 1989. Dạ, con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc, tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Gốc Quảng Ngãi. Trời, cái tên gì mà gọn lõn vậy trời, im một tên đường mà gọi là quá nổi tiếng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trọn gói luôn á. Dạ. Cái vấn đề này thì ngày xưa con cũng hỏi ba má con rồi, thì chỉ nhận lại một cái cười trừ thôi. Con nghĩ là không nói rõ lý do, nhưng mà con nghĩ là chắc là ở đó có gắn liền cái sự kiện gì với ba má con hay sao á. Chắc vậy rồi. Tình cờ Nguyễn, mà trên con đường đó chắc là ba má con có chuyện gì xảy ra đó. Cho nên là trọn vẹn luôn là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đứng con đường đó là có con hay sao đó. Sao được? Em sao vậy? Hả? Trên con đường đó là có... Không, trên có nghĩa là trên con đường kỷ niệm hai ba má gặp nhau trên đường đó. Rồi có con. Có con ở sao? Ở chỗ nào? Nguyễn Minh Khiêm có khách sạn nào không? Nhiều ta? Khi Nguyễn Minh Khiêm ở ngoài quê nữa, ở quê Quảng Ngãi nữa sao? Rồi con làm công việc gì? Dạ thì con thì ở nhà con là có cái xưởng sản xuất áo đi mưa. Áo mưa? Dạ Rồi con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 31 tuổi. 89 31 31, dạ, 31. Rồi mời con. Dạ con là Hoàng Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột.
À, khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây. Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. 29. Dạ. Chắc công việc là cũng ở nhà phụ ông xã. Trước kia thì con có học y dược, xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng hai vợ chồng làm việc. Dạ. Là bây giờ sản xuất áo đi mưa. Đúng rồi. Cả hai chồng chắc là con chỉ ở cái khâu thu tiền, gom tiền, giữ tiền rồi thôi đúng không? Dạ cũng trả nợ nữa đó cô. Đúng rồi, tình hình dịch này chắc cũng ảnh hưởng dữ lắm. Đúng không? Rồi ạ. À. Rất là ảnh hưởng. Thôi nói chung là dịch mà vẫn mưa mà em. Hả? Mưa dịch mà vẫn mưa. Là tại vì đâu ai đi ra đường đâu. Nhưng mà cái khâu sản xuất thì nhà nước vẫn đang cấm đó. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là hai con là đám cưới với nhau lâu chưa? Dạ đám cưới là cũng là 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Có bé chưa? Nhau. Dạ có bé được 1 tuổi rưỡi. À. Được 1 tuổi rưỡi. Dạ, dạ. Lấy nhau lúc đó mới có 22 tuổi sao đúng không? 23 ạ. Đúng rồi. Rồi. Kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau như thế nào. À, lần đầu tiên là con với ảnh gặp nhau là lúc mà đó là con hình như là trước khi cưới là khoảng là... cô xin lỗi cái bây giờ đố ông mụ làm sao đoán được một cái câu cái chuyện tình của hai bạn này tương đối là lãng mạn đi. Em thử cho chị một cái tiểu phẩm nhỏ coi nè. Trời ơi, ông này cũng bán áo đi mưa, rồi này học y dược rồi sinh viên rồi sao quen được ta. Trời ơi, biết rồi, cô này đi học, cô này đi học trong một ngày mưa gió bão bùng mà quên cái áo mưa ở nhà đó, vô tình đang đi mà đi ngang một cái xưởng bán áo mưa, thế là nhào vô coi như mua cái áo mưa, vô tình gặp ông này. Ông này thấy cô này dễ thương quá, không lấy tiền tặng cái áo mưa luôn, từ đó quen nhau. Nó không có lãng mạn. Đúng em rồi. Ơi, trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có một ngôi trường, một người ngôi trường nữ sinh đó, rồi trường Trưng Vương thì đó, một người đó kế xe thú. Trời, tự nhiên mưa thì có một cô nữ sinh mà hôm đó không có áo mưa gì cả, thế là cô ấy chạy trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, áo dài của cổ ướt rừng rượt như vậy, thì cổ đi ngang một cái chỗ bán áo mưa. Ông này không bán áo mưa ở đâu đó? Bạn này trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trời ơi, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cái là tự nhiên xuống áo mưa nào trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thấy cô gái đó, nhưng mà tại vì cái áo dài nó ướt á, nó mỏng á, rồi cái bạn này tự nhiên thấy không được, trời ơi, một người con gái như vậy không được, thế là bắt đầu chạy ra đưa áo mưa, nhưng đưa kiểu này nè. Đó, đó. Này áo mưa hả? Thế là bạn mặc vô bạn ấm áp nè, rồi tự nhiên bạn đáng yêu nè, xong nó ôi anh ơi, áo mưa của anh sao mà nó ấm vậy, nó dày vậy. Trời, bạn này nói là luôn á. Đó là do anh sản xuất đó em. Sản xuất vừa phân phối. Trời, một câu chuyện rất lạ lùng luôn nha. Thế là ở trên trời sấm chớp. Rồi hai đứa sạc điện coi như là sạc điện luôn đó. Luôn. Rồi đến với nhau. Hay nè, nó vô lý. Trời, vô lý hùng vô cùng. Vô lý hùng vô cùng. Xung quanh trường Nguyễn Khiêm ở đó là chỉ có xe thú rồi, chứ không có làm cái chân á. Làm sao mà có cái xưởng, có cái trường Trưng Vương mà không có cái xưởng áo mưa. Bán áo mưa chứ không bán áo mưa ngoài đường. Bán dạo. Bán dạo. Đã nói là anh vừa sản xuất, vừa. Lúc đó là bán dạo thôi, sau này mới lên sản xuất đúng không? Nó bứt một cái áo mưa ở trên cái chổi xong rồi đưa vậy nè. Đó, đó đưa vậy nè, đưa mà đưa không nhìn nó tại vì cái áo dài trắng nó mỏng quá. Ê, nãy giờ mình đoán thấy nó cười không? Chắc cười kinh bỉ á, cười kinh bỉ. Trật lất không? Dạ, đúng rồi, chất lất đúng không? Anh chị biết là đoán là trật lất nhưng mà cố tình đoán vậy để cho không khí nó sâm tụ dạ, cho nó vui lên. Yeah. Cô chú nó chật vậy. Thôi, thôi giờ hai đứa nói đi. Còn chật cỡ nào nữa. Sao? Nói đi bà. Dạ, khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau thì chắc là trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Dạ, đã gặp 7-8 năm rồi nhưng mà lúc đó thì hai đứa nói chung cũng như bạn bè thôi à. Gặp ở đâu? Là sao? Trước đó là gặp? Trước đó là bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con đó phải không? Dạ đúng rồi, anh rể của con. Xong rồi con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk. Chứ con không học ở dưới đây. Ở trên Đắk Lắk thì có cái trường đại học y đó. Thì cũng có học ở trên đó. Chứ không có học dưới đây, xong rồi xuống đây chơi thôi. Thì xuống lên phòng trọ là cái là gặp anh này, bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún thịt nướng á. Đó là ảnh mới là chở người nhờ chở giùm đó. Dạ đúng bên, rồi. Bên con bên nhánh của con mới nhờ bạn này chở con giùm. Dạ đúng rồi. Đúng rồi ạ. Đó là lần đầu tiên gặp thì lúc đó thì cũng không lãng mạn. Cũng không có. Lúc đó hai đứa cũng không có gì với nhau hết á. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh, mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Dạ. Rồi cảm xúc của bạn trai khi mà được chở một cô gái từ Đắk Lắk xuống. Nếu mà con kể câu chuyện thì nó hơi chất quốc là thì lúc đó gặp thì cũng gọi là chỉ thấy là một cô bé gọi là cũng trắng trẻo rồi nhưng mà ốm á. Nhưng mà thì nói về cảm xúc thì cũng không cảm xúc, cũng ví dụ như là thì nhờ chở giùm thì mình cũng đang rảnh, mình sẵn tiện mình qua mình chở thôi. Và là lúc đó là anh rể hiện tại bây giờ cũng như là bạn của mình, bạn đại học. Thì hồi đó hai anh em chơi cực kỳ thân. Cho nên chỉ cần lên tiếng nhờ là mình qua mình giúp mình chở giùm thôi. Vậy đó. Xí xí. Lúc đó là
lúc đó là con mới có mười mấy tuổi rồi đúng không? 18. 18 tuổi rồi. Dạ. Thì bạn này, này có là 22, 23. Dạ. Đúng không? Đang học đại học năm 3 năm 2. Ủa vậy là tụi con cưới nhau sau đó là tụi con cưới nhau là cách là 3 năm sau. Là tụi con mới lấy 5 năm chứ. 5 năm đúng không? Ờ rồi. 5 năm 6 năm gì đó. Rồi sau đó thì nè, có nghĩa là lần đầu tiên các con gặp nhau, được chở nhau đi trên đường nữa là không có một cái cảm giác, không có một ấn tượng gì cả. Dạ, đúng rồi. Vậy thì điều gì? Đó, cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau? Cái này phải hỏi anh này nè. Thì nếu mà nói cột mốc á thì cái thời điểm xảy ra đó là năm 2014 á. Lúc mà gọi nói chung là sau cái đợt đó thì cũng bình sau đó là cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau. À có nghĩa là bé này xuống dưới chỉ là xuống chơi cái dịp đó ấy rồi con về luôn. Con ở được bao lâu? Con ở chắc khoảng mấy ngày, 3-4 ngày. Rồi con về luôn. Về rồi mấy xong rồi học vợ thì vợ con là vẫn học ở Buôn Ma Thuột. Biết cho tới năm 2014 rồi. Là 20 tuổi. Dạ. Mà lúc đó tụi con không có liên lạc với nhau hả? Cũng không liên lạc, không như là bắt vô âm tính đó. Rồi cô ấy cũng quen một người khác, con cũng quen một người khác. Rồi vì sao lại gặp nhau lại? Lại gặp lại. Nếu mà nói về cái biến cố đó thì 2014 đó. Dạ, 2014 đó thì lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình. Mà bản thân con thì lúc đó con cũng chia tay người yêu. Dạ, nói chung thì cũng gặp lại nhau, nói chung là cũng có dịp bên phía bạn là anh rể á, là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi. Cũng lại ông anh rể nữa. Dạ. Lần trước á thì rủ con bé này xuống Sài Gòn. Lần đúng sau rồi. Thì rủ con cô này đi lên Buôn Ma Thuột. Là nhờ ổng đó. Nhờ ổng đó. Nha. Rồi, tiếp tục nè. Vậy là con lên Đắk Lắk, đúng không? Rồi. Chơi thì nói chung là mình cũng ở ngay tại nhà của Khánh luôn. Rồi gặp lại Khánh, đúng không? Dạ, gặp lại Khánh lần thứ hai. Lúc đó mới bắt đầu. Lúc đó thấy Khánh sao nè? Ấn tượng nè. Sao mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Thì nói chung là mình bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ. Dạ. Nói chung là trước đây mình cũng từng tình cảm yêu đương rồi, nhưng mà cái cảm xúc kỳ này nó nói chung là nó đặc biệt lắm. Nó giống như là đúng như hồi nãy nay cô chú nói là tiếng sét luôn á. Dạ, lúc đó sét nó mới đánh. Vậy á hả? Dạ. Vậy lúc đó là mới chia tay người yêu nữa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi gặp cô này nữa, sau 2 năm là đẹp hơn nữa. Với lại cái thời tiết trên đó nữa, đó em ơi. Mát lắm chị mát ơi. Mát rồi. Nhưng mà phải công nhận là đẹp hơn so với cái lần đầu mình gặp, đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì mình mới nói, lần trước thì mình không để ý, nhưng mà lần này thì mình lại để ý. Tại lần này cô đơn á, lần này cô đơn á. Còn Khánh thì sao? Khánh gặp ảnh lại thì cái cảm xúc Khánh sao? Thấy bình thường. Dạ vẫn bình thường thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Rồi sau đó là chắc chắn là thấy là có gì đó đặc biệt rồi, đúng không? Dạ thì là phải theo đuổi. Lúc đó thì mình cũng để ý, nhưng mà lúc bắt lên là cũng đi chung với thêm bạn của anh rể nữa. Mà nói chung là bạn của anh rể cũng để ý Khánh luôn. Lúc đó nói chung là cái đó nó cũng giống như chất xúc tác cho con luôn đó. Dạ. Để cho con còn cần phải tranh giành nó ngộ lắm. Nói chung lúc đó thì mình cũng không hiểu sao động lực ở đâu á, mình cứ theo đuổi miệt mài lắm. Thì cái động lực đó tức là cái đó là cái nó gọi là cái bản năng của người đàn ông á. Thấy tự nhiên có sự tranh giành đó. Có nghĩa là có sự tranh giành là coi như là phải giành cho bằng được. Đó. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết à. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ ràng. Lộ liễu luôn đúng không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Đúng chính xác luôn. Trớ trêu. Đó cũng là cái động lực. Đó là cái động lực mà để sống mãi. Cái câu chuyện của con nó còn dài biết sao nữa. Động lực đâu không thấy nữa mà con kể cô Hồng Vân với chú Thuận nghe nè. Là vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ vậy ta. Giống như con cảm giác con giống như con hàng sơ cua vậy. Không bây giờ này phải hỏi Khánh nè. Có bánh sơ cua con. Xe hơi hỏi Khánh nè, tại sao thích ông kia mà lại chọn ông này để ông chở mình? Đâu anh đâu có chở đâu mà ý là kêu theo đi chơi vui, bởi vì lúc đó cũng có anh rể ăn đi nữa. Bởi vì con với anh kia quen nhau chắc là cũng được 3 tháng á, bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình, đều thích mình, xong mình chọn anh kia. Mình quen thử 3 tháng với anh kia nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Ổng nhát quá. Ổng nhát, ổng cực kỳ nhát luôn. Xong rồi mình nói là ủa rồi tính sinh nhật của con, không nhớ luôn. Cái là mình giận quá mình mới bỏ, mà trong thời gian đó thì mình kêu là đi chơi, chứ ổng không bao giờ đi chơi riêng hết á. Là chơi chủ yếu là đi nhậu với nhau á. Đi nhậu thì lúc đó anh trẻ con cũng nhậu. Anh này thì ảnh cũng rảnh, cái kêu ảnh đi nhậu, thế là 4 người. Chứ không phải là con lúc nào đi 4 người hết. Dạ đúng rồi. Anh rể là không tính rồi. Mình nghe 4 có người chị gái không? Dạ không, chị gái đó ở đây cũng đối thủ cạnh tranh với mình á. Ngồi nhậu. Lúc nào nhậu 4 người hết. Dạ. Dạ.
hầu như là cái giai đoạn năm 24 làm nhậu bốn chân. Cái bàn bốn chân luôn. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt và con chọn anh? Tới cái khi mà lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9 thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Thế là đến tháng 10, tháng 11 xong rồi đến lúc đó con vẫn một mình luôn. Thì ông này ông cứ gọi điện miết à. Cứ tối là ông gọi điện, thì lúc đó con này ở Buôn Ma Thuột. Ông này ở dưới Sài Gòn. Cái tối là ông cứ gọi điện gọi nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Xong rồi đến ngày Valentine là ngày 14 tháng 2. Cái tự nhiên ông bắt xe đò á, buổi tối lên xe cái là buổi sáng tới Buôn Ma Thuột rồi đó. Cái ông lên ông tặng cho hoa rồi ông tặng quà vậy đó. Xong rồi ông kêu anh tặng em vậy đó. Ông đi về. Xong mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng. Thấy ông cũng kiểu là chịu khó chiều mình rồi cũng để ý ngày giờ vậy đó. Khó nét. Thế mình cũng để ý một chút rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Mãi đến khi mà xuống dưới đây để học lên một chút nữa đó, thì xuống dưới đây đăng ký bên trường Nguyễn Tất Thành học. Thì anh này xuống đây anh có cơ hội nhiều hơn, cái là ông chở mình đi đăng ký rồi chở mình đi học vậy đó. Thì đến lúc đó mình mới cảm thấy là anh ảnh trân trọng mình nhiều hơn. Cái là mình mới đồng ý quen ảnh. Dạ. Dễ thương. Rồi học xong rồi có về Buôn Ma Thuột lại không? Dạ không. Đó học xong rồi. Học xong xong rồi nhưng mà con với lại ảnh quen nhau khoảng có 5-6 tháng là quyết định cưới luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà trong 5-6 tháng mà quen nhau như vậy là có giận hờn, có nói chung là có một đứa ở tuốt trên Buôn Ma Thuột, một đứa ở dưới Sài Gòn đúng không? Nhưng mà cái tánh của vợ con rất là kỳ, nghĩa là ở gần con á thì không bao giờ hai vợ chồng ít khi cãi lộn lắm. Nhưng mà chỉ cần ở xa một cái là có chuyện giận liền. Vậy đó. Ủa nhưng mà hai năm đó là Khánh học ở dưới này suốt mà đâu có về chảnh? Không, vẫn có về chứ. Mấy ngày đợt mà trường cho nghỉ thì vẫn là tranh thủ về Buôn Ma Thuột. Về chảnh. Mỗi lần về là bắt đầu giận nha. Hầu như là ngày hôm trước ngày hôm sau là giận rồi, mà giận mấy cái chuyện mà nó nhiều khi mà mình cũng không đỡ được. Có khi nào mà giận mà ví dụ như đơn giản là cuộc gọi nhỡ. Lúc đó ví dụ gọi nhỡ rồi hay lâu trả lời tin nhắn gì đó là cũng bị giận. Rồi con làm sao? Mỗi lần Khánh nó giận kiểu đó thì con làm bắt sao? Bắt xe lên Buôn Ma Thuột ha. Thì mình cũng gọi điện rồi mình xin lỗi, rồi sau đó mình cũng xoa dịu đó đi, mình nói lý do ra thì nếu mà lý do đó hợp lý thì cô ấy duyệt cho qua. Có khi nào không duyệt không? Có lần nào không duyệt không? Cũng có một lần, một lần duy nhất thôi. Là nhớ là cổ nói chung là cũng cái chuyện mà hai vợ chồng xa nhau á là cũng giận ghê lắm, kiểu giận mà gọi điện hoài không nghe máy luôn. Gọi điện mà cục pin điện thoại á mà gọi tới khi cắm nguồn sạc lại mà cũng không nghe máy luôn. Không nghe máy luôn. Giận quá, đúng không? Lúc đó là con cũng biết làm sao hết, nói chung trong lòng mình, trong đầu mình là hầu như không nghĩ được cái chuyện gì hết. Cái là mình bắt đầu là mình xách xe máy ra. Mình lúc đó mình lần đầu tiên của con luôn á là rời khỏi quá 300 cây so với cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn á. Con cứ search Google con đi thôi, mà con trên đường con đi là lúc đó là buổi trưa 12 giờ mà con chạy lên trên đó là 6 giờ chiều á. Con đi xe máy luôn, đi xe máy một mình luôn, mình lần đầu tiên rời thành phố luôn á. Đi gì mà 6 tiếng hả? Dạ. Đúng rồi. 380 cây mà con đi 6 tiếng. Đi 6 tiếng đúng không? Dạ. Đi xe máy mà. Đi nhanh dữ trời. Con đi lúc con đi lên trên người con chỉ có đúng bộ đồ thôi mà, chứ đi xe máy thôi. Rồi cái lần đó con lên đó rồi con có gặp, rồi con năn nỉ, rồi con có ở lại không hay là con về liền con luôn? Con ở lại một buổi tối. Dạ rồi sáng hôm sau con quay đầu con về. Hấp dẫn rồi đúng không? Lên thấy ảnh rồi chắc xúc động lắm đúng không? Lên không cần xin lỗi gì hết, lên thấy mặt con là cười rồi. Trời đất ơi. Cười rồi. Chứ cái mặt mà chầm dầm nữa chắc nó không biết sao à. Nhưng mà khi mà con quen với ảnh á thì chị con có ủng hộ không? Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ, mà hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh lúc mà ảnh nói là gặp con xong rồi thời gian sau cũng quen người khác đó. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Khiêm thì bé đó nó không muốn. Nó không muốn chia tay với anh Khiêm, cái làm ra là nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Kêu nói là anh Khiêm đừng có bỏ em, rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm. Đồng cảm với nhau, cái là khi mà biết anh Khiêm là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn nữa, xong rồi xoay qua bên phía con, thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Khiêm không có chung thủy, bỏ người ta như vậy đó. Thế làm ra là có cái phản cảm. Mà đó là lúc đó thì hai chị em khi mà biết ra, khi chị gái biết ra là con với anh Khiêm quen nhau á, thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn. Chị đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Đúng rồi. Thời điểm đó hai chị em nói chung là cực kỳ thương nhau lắm. Đúng rồi. Dạ. Chị rất là thương em luôn. Thương như mẹ. Dạ, đúng rồi, chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ vậy đó. Cái là đâm ra là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó. Thì người mẹ thất vọng, cái đâm ra là giận. Đó là đâm ra là
dẫn đến khi mà lấy anh Kim sau 2 năm thì mới làm hòa lại lận. Ồ, 2 năm sau rồi. Khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Giận quá. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Kim thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Tốt đẹp rồi. Đúng. Dạ. Tốt đẹp là tốt rồi chứ sao giờ. Dạ đúng rồi. Như là thời gian, thấy thời gian nó sẽ xoa dịu tất cả. Và bản thân con thì con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Dạ. Rồi vậy là sau cái lần mà giận hờn đó, rồi sau rồi con về thành phố con học ở đây, rồi con học chưa có học xong mà đúng chưa không? Chưa học xong luôn, ảnh đòi cưới luôn á. Thì bởi vì chị con cũng là một chất xúc tác để con quyết định cưới ảnh sớm luôn. À, hiểu rồi. Phải nói là bữa giờ đó là nhiều cặp vợ chồng đến với chương trình thì phải nói là cũng có rất nhiều cặp là tại sao là cưới nhanh. Có những cặp coi như là quen nhau mới có 1 tháng, 2 tháng cưới nhanh là bác sĩ bảo cưới. Thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Nghe theo giờ đương nhiên. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà. Gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Là hai đứa là giữ khoảng cách với nhau và giữ cho nhau. Đúng rồi ạ. Với lại cái tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Sao khác làm sao nè? Khác làm sao nè? Là tính của con là con không có, mình thấy là mình có một đứa em bé, có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con. Khi mà lấy ảnh con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha, đồng ý thì lấy còn không thôi. Đến như vậy luôn mà, nên đâm ra là em bé đợt này cũng là sự cố. Đó là sự cố thôi chứ không phải là sự chuẩn bị của hai đứa. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa? Đã bắt thì đầu cưng mình phải chấp mê nhận. Chưa? Đã bắt đầu mê em bé chưa? Cũng thương, rất là thương nó, thì cứ ôm nó hôn nó miết thôi. Rất là mê đó. Đó, dạ thì mình cũng phải chấp nhận. Nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không nữa. Giận là anh lên tới Đắk Lắk. Đúng rồi. Để mà coi như là giảng hòa, để năn nỉ đúng không? Bất ngờ cái là tâm lý năn nỉ bất ngờ. Bất ngờ cái là cầu hôn, ảnh có tạo sự bất ngờ cho em không? Cầu hôn à? Thì lúc đó là hôm đó cũng là ngày bình thường thôi. Thế là lúc đó còn đang ở Buôn Ma Thuột. Cái ảnh lên xong rồi lúc đó mình vẫn đang ngủ. Lên ảnh gõ cửa, cái mình vẫn mặc đồ ngủ bình thường vậy đó. Thì dậy xong rồi tự nhiên ảnh kêu đứng dậy đi. Cái ảnh quỳ xuống, ảnh cầm cái đó là tờ 500 đồng á, mà gấp thành cái nhẫn á, cái cầu hôn. Thì lúc đó mình cũng thấy ồ, cầu hôn rồi đó hả? Mình tại tư tưởng là nghĩ là sẽ rất là lãng mạn đồ, và cầu hôn cầm tờ 500 đồng đó mà cầu hôn thì thôi. Cái là lúc đó thì cũng đang gây cấn với chị á, cái là thôi cũng chấp nhận ảnh. Rồi cái 500 đồng đó nó là tiền đề cho 5 tỷ 50 tỷ. Dạ. 5 tỷ đó. Thì sau đó ảnh cũng dẫn vô BNC đó, lựa được cái nào thích cái nào thì lựa, bởi vì ảnh kêu là cái thẩm mỹ của con á là nó khác ảnh, nhiều lúc ảnh lựa ảnh lại không ưng đó, nên ảnh dẫn vô đó tự lựa. Cái nhẫn 500 đồng nó giống như là vàng cọc vậy đó. Vàng cọc xong rồi bắt đầu ok rồi, bắt đầu là đi mua nhẫn xịn đúng không? Dạ. Kim là một người rất lãng mạn đó nha. Nhìn cái tưởng khô khan chứ thấy lãng mạn á. Không có lãng mạn đâu. Không có lãng mạn hả? Có lãng mạn không Kim? Thật ra thừa nhận là con khô, nhưng mà tại vì con sợ con mất cái khánh thôi, cho nên con mới tìm mọi cách. Nói chung là thời đó mình còn tra Google, mình search YouTube nữa mà. Chứ ngày xưa thì nói chung là con giống như là nhà con á, là thỉnh thoảng mưa á, nói chung là suốt ngày cứ ở trong nhà mình sản xuất không à. Mình làm suốt ngày từ sáng tới chiều tới tối luôn thôi. Ít khi tìm hiểu những vấn đề khác á. Nhưng mà trước Khánh là con có mấy người yêu? Dạ nếu mà gọi là người yêu thì trước Khánh thì chỉ có hai. Hai. Dạ. Rồi những người yêu đó là mẹ có biết không? Có. Mẹ có biết. Rồi tới Khánh là bao lâu thì dắt về gặp mẹ? Lúc mà thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì mẹ cũng, tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Thì khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà không thích, nhưng mà phản, không thích thì không thích, nhưng mà phản đối cũng không phản đối. Dạ, tại vì cứ luôn nói là quyết định là ở con. Có vấn đề gì thì con phải tự chịu trách nhiệm quyết định của mình. Dạ, thì cũng mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất, rồi tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó, thì lúc đó là mới về, là dắt Khánh về ra mắt với mẹ. Sau đó khoảng 1 tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Dạ. Rồi lúc đó là sao, giờ mẹ con thương Khánh chưa? Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi, thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi. Nhưng mà thời gian mà
bồi đắp tất cả. Đúng rồi. Thì dần 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 á thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Ừ. Và bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Ừ. Vậy tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã tức còn lúc mà mới cưới á, mới cưới về xong á là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ á khác với lại con. Ừ. Con thì theo hướng hiện đại á. Ừ. Cái đó là mình phóng khoáng nhiều. Thế là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngon hạnh. Ừ. Thế là con gái là phải biết nấu nướng rồi nọ, con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Ừ. Thế mẹ rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á. Ừ. Bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lắm. Ủa tụi con ở chung hả? Chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Ừ. Nhưng mà con ở đầu hẻm. Ừ. 2 năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Ừ. Cái đâm ra hả? Mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quá giọng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong còn rồi. Cái giọng của con thì nói rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà con rất là mắc cười. Con mắc bắt điện thoại lên alo. Con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại lên alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Thì vợ chồng nó cũng gãi đầu luôn. Nhưng mà sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, về sau này thì mẹ hiểu. Lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao? Lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh. Chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Ừ. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Ừ. Thế là hai vợ chồng chỉ cái đó gây cái chuyện đó thôi. Ừ. Xong về sau này dần cái là tính con cũng thẳng á. Ừ. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, bản tính nó khó dời lắm, bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế, má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Ừ. Thế là mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con lắm. Ừ. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Ừ. Dạ, hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Ừ. Chủ yếu là tập trung vô anh này, vì mẹ thì thương anh này lắm, thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả, nhà còn hai đứa em sao nữa. Hai em gái à, em trai? Dạ hai em trai hết. Ba trường hợp trai cả, trai út hoặc là anh trai độc nhất. Ừ. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Mẹ em thí sinh cũng nhiều lắm, em cũng cố gắng thí sinh cho con em là anh trai anh gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái ạ. Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết nó làm sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp. Ừ. Là biện pháp để người, nhưng mà không biết sao trời xu đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Ừ. Cái con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Ừ. Thế sao nó đến khi mà mình thử con ngất xỉu luôn. Ừ. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn tháng á. Ừ. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Từ trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Ừ. Thế xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Ừ. Thế mình cầm quay thử thai mình thử. Thế lúc mà cầm cái quay thử thai lên nó hai vạch á, thế là con bẻ ngay lập tức. Con vứt, con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi mới kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ thì nó ra là đúng là như vậy. Ừ. Cái là hai đứa ôm nhau khóc. Con á thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Có mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai cái hạnh phúc khác hoàn toàn. Khác nhau. Hoàn toàn hai đứa ôm nhau cái là bệnh viện người ta đi ngang lại, người ta nhìn người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời ơi, vui quá ha. Hai vợ chồng cùng khóc. Cùng khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé à. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh. Cái bà cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc. Cũng không qua lại thường xuyên được. Thế là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này, anh sáng anh đi xuống xưởng anh làm việc. Còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé, cái con bị stress thời gian đó luôn. Bị stress vì chăm con hả? Đúng rồi ạ, bị gọi là bị trầm cảm sâu sinh luôn đó. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này á là nó mấy mang thai cũng chết mà chăm con cũng chết luôn. Cộng vô cái đó là nó mới điên chuyện trầm cảm lắm. Nhưng mà anh muốn biết nha, vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau. Thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là như vậy. Hệ quả của xem phim TVB. Đây là rất thích xem phim TVB. Fan cuồng của TVB. Mà anh này anh chịu đến nỗi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ, không suy nghĩ gì hết mà tối nằm mơ là được ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh, ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền, chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thật lắm, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người con, một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mà chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật kiểu vậy đó, ăn cơm một bữa bữa cơm lãng mạn vậy đó.
đó, anh vẫn chấp nhận, mình cảm thấy là không, lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ thì ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh đó đó. nhưng mà con, cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc đó con sao? À, thì lúc đó là con cũng cố gắng, con phụ, con đi làm về thì con vẫn phụ hết mình mà. Nhưng mà con biết không? Con biết là vợ con bị trầm cảm. Con biết chứ. Thì bình thường là chỉ đã hay cấu gắt rồi, bây giờ là chỉ cấu rắp, cấu gắt bất cứ mọi lúc luôn. Nó kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng, thể hiện cái giọng rất là cấu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì mình cũng không chắc được, tại vì lúc đó sinh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu chớm dịch á. Chớm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên ở thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á, là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại thì cho phép được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm, tối là 7-8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ, tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn, mà nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai, là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi, nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ trong cái tháng đầu tiên á, khi mà em bé nó khóc, nó nằm bên cạnh con á, nó khóc, cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không có ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, cái cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết. Bây giờ mình không xuống cũng được, mà lên cũng được. Cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa, cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. Đến như vậy luôn. Cái đó, cái trầm cảm nó kinh khủng lắm, cái trầm cảm sau sinh đó. Đúng rồi, là tự cái suy nghĩ đó có hai lần, chớm hai lần. Trời ơi, con biết không, thực ra mà nói á, là những người trầm cảm sau sinh á, mà nhất là cái rơi vào trường hợp giống như Khánh á, là không bao giờ được để cho ở một mình với đứa nhỏ đó. Dạ. May mắn là không có chuyện gì xảy ra đó, không được để một mình. Nhưng mà em cũng may mắn khi mà chồng em là khi là một người rất tâm lý và rất là thương vợ. Đúng rồi. Cho nên rất là chia sẻ với em. Anh định hỏi em câu là có khi nào em cảm thấy là em có một cảm giác là em chịu đựng vợ không? Nếu mà nói từ chịu đựng là hầu như không, tại vì em chỉ có từ là chịu vợ thôi chứ không có chịu thương đựng vợ. Dạ. Thương vợ và đồng vợ muốn gì mình đều chịu hết. Ok. Tại vì em con hiểu được cái tức là hiểu được vợ đó. Dạ. Có những ông chồng mà không hiểu được vợ là thế nào cũng đi đến những cái chuyện không hay. Dạ. Nhưng mà em không định là có đứa thứ hai nữa. Dạ đúng rồi, chứ có đứa thứ hai chắc là không. Mà có khi nào nó có cái tai nạn nghề nghiệp nữa không? Dạ, hôm bữa mà sinh em bé, bởi vì là sinh mổ. Em thuê bệnh viện đó rồi thuê bác sĩ riêng tới mổ luôn đó. Thế là nói lúc mà mổ xong rồi đấy em bé ra, xong rồi em mới vọng lên em kêu bác sĩ ơi, triệt sản cho em luôn đi. Cái bác sĩ kêu chứ, ê muốn tôi đi tù hả? Bởi vì lúc đó mới 28 tuổi mà theo gọi là nhân đạo đó là không được, với lại thêm luật của nhà nước mình hay sao đó là không được, cái đó không được. Đó đến như vậy luôn á, là kêu là chỉ xác định một đứa thôi. Chứ kêu còn có một đứa nữa không biết. Có thích có con nữa không? Nếu mà có được thì quá tốt chứ. Nhưng mà tại vì nói chung mình chiều vợ mà, tại vì hầu như là cái chuyện sanh con là phụ nữ là người cực nhất. Đàn ông mình nói là cực vậy thôi chứ khỏe re à. Tại vì cái chuyện mình mệt, nó là mệt về cái xác thôi. Còn phụ nữ mà Khánh mới sinh có một lần mà đã xảy ra cái vấn đề bị stress như vậy rồi, trầm cảm hết rồi, thì mình cũng sợ có đứa thứ hai lắm. Dạ. Vì sợ, tại vì suy nghĩ nó đã chớm ra trong đầu hai lần rồi, thì mình đâu có, bản thân mình cũng không lường trước được là lỡ như có đứa nữa nó có chớm mình nữa hay không. Nói chung là tại vì Khánh là cái người mà giống như là Khánh tự đặt vào một cái trách nhiệm quá lớn đối với mình trước khi mà có em bé. Tức là bạn này là bạn muốn enjoy cái cuộc sống của mình trước, bạn muốn tận hưởng hết những cái gì mà mình sanh ra và mình phải được hưởng. Thì khi mà bạn muốn cái điều đó thì bạn sẽ rất sợ một cái điều mà cản lại cái việc mà bạn muốn. Dạ, đúng thì rồi. Cái việc đó là việc có một đứa con, là bởi vì sao, bạn này là người có trách nhiệm, có nghĩa là bạn nếu khi bạn có đứa con rồi là bạn sẽ phải bỏ tất cả những cái kia để bạn lo cho cái đứa dạ, nhỏ. Tính của vợ con là một người gọi là sợ gánh trách nhiệm. Tại đó. Vì nếu mà chị không có muốn gánh trách nhiệm nhiều, nhưng mà một khi chị gánh là chị phải làm cái việc đó rất là hoàn hảo. Thì đó, thì bởi vì sợ gánh trách nhiệm, và bạn này là người cực kỳ có trách nhiệm, bởi vì quá có trách nhiệm cho nên rất sợ gánh cái trách nhiệm đó. Dạ. Là cô biết cái kiểu Khánh là hơi cực đoan á. Dạ đúng. Chính rồi. Vì vậy á, chính vì vậy mà rất dễ bị trầm cảm. Ừ. Đó, nó là mong như vậy. Mong muốn mọi chuyện đều hoàn hảo trong bản thân của mình.
Cho nên rằng thôi thì bây giờ vậy nè, tụi con đã có một đứa rồi, rất may mắn là đã vượt qua tất cả những cái giai đoạn mà khó khăn là u tối nhất trong trong cái tinh thần của mình rồi. Thì tất cả mọi thứ con cứ để tự nhiên, đến một lúc nào đó em nó 5-6 tuổi, nó lớn lên, lúc đó nó đáng yêu khủng khiếp luôn. Rồi đến khi đúng nó 9-10 tuổi, vì nó con gái mà, nó sẽ bên cạnh mẹ, nó sẽ ỷ ô với mẹ. Thì có thể cái là mình cũng rất mong muốn điều đó thôi, là lúc cái tư tưởng của Khánh sẽ khác, sẽ thay đổi, sẽ thay đổi. Bởi vì cái đứa nhỏ nó ngộ lắm, nó hay lắm, nó đúng là thiên thần luôn á. Nó sẽ hóa giải được cái điều đó. Tới bây giờ là bản thân Khánh là Khánh thay đổi rất là nhiều rồi đó. Từ từ Khánh sẽ thay đổi. Ngày xưa nhìn mấy cảnh em bé này nọ là không có cảm xúc đâu. Nhưng mà bây giờ là thuộc dạng như mấy cái hội bỉm sữa trên Facebook là người trả lời tích cực nhất luôn á. Thì Khánh là có học cái lớp easy cho em bé đó. Khánh là từ y dược nữa. Cái cốt là y dược nữa. Là bất cứ câu hỏi nào trên cái fanpage đó là Khánh là người trả lời tích cực nhất. Con biết không, mai mốt á, bắt đầu nó 5-6 tuổi, nó bập bẹ, nó nói rồi con sẽ chết với nó. Đâu, 2 tuổi, 3 tuổi. Đang rồi, không, chưa đâu. Bạn này cần cái open ra, nó phải nói được với con và con sẽ nói được với nó. Có sự giao tiếp qua lại. Đúng rồi, lúc đó con sẽ mê nó. Chứ mà lúc mà mới sinh ra nó thấy nó nằm có một cục đó, nó khóc ơi. Đúng rồi. Mình vẫn chưa thích. Tôi tại vì tôi già rồi tôi chăm không được. Chứ nếu mà tôi lấy vợ sớm chứ tôi đẻ cho 7 con. Dạ thôi được rồi, anh hai đứa anh ngon rồi. Không phải. Tại vì già quá, còn muốn đẻ nữa. Gái trước trai sau là anh 10 điểm rồi. Rồi nè, mai mốt nha. Không, dĩ nhiên bây giờ là không có suối đẻ nữa nha. Không có khuyên nha, tội tiền nha. Dạ. Tùy hỷ nha. Thuận theo tự nhiên nha. Nhưng mà tôi dám bảo đảm mai mốt bà này sẽ yêu cầu thêm thằng trai nữa đó. Rồi, bây giờ cá không? Đó. Tại vì nè, em nó lên 3-4 tuổi rồi, trời nhìn đã lắm em ơi. Cưng chết đi được, lúc đó thèm đó. Dạ. Lúc đó thôi, chảnh rồi. Thôi bây giờ qua bây cái giờ kia đi. Rất là cưng rồi mà. Thôi bây giờ qua tới cái phần này nè. Qua cần đại hội vạch mặt. Đó. Đặt xấu. Đó, người ta gọi xấu là đại hội vạch mặt. Đó. Đó. Đại hội vạch mặt. Để Kim khui trước đó. Ai trước nè? Thì để con đi, để con nói thẳng vào vấn đề luôn nha, không có đầu trước đối sau nha. Thì vợ con nếu mà để mà kể gọi là kể tính tật xấu. Tật xấu hả? Cái tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn á. Tật xấu điển hình. Đó. Thì cực kỳ dễ, nói chung là tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai là hay sai chồng lắm. Sai giặt, sai chồng mà chạy ví dụ như có cái điện thoại là giật bất ly thân, mà đi ra đằng sau nấu ăn á là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á đi lên trên bàn làm việc ngồi á là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp mang lên. Vậy nấu ăn chắc hay lắm đúng không? Nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon thì chắc đếm được có một bàn tay rồi. Vậy ngon rồi. 5 món. 5 món là được rồi. Chiên, xào, luộc, hấp. Nấu cơm nữa là xong rồi. Cơm bắt cơm đi. Ăn vặt. Cơm nhà ít ăn lắm mà ăn vặt nhiều lắm. Ăn đủ thứ trên đời hết, từ nói chung là hầu như cái món nào bán ngoài vỉa hè là ăn hết. Bánh tráng trộn là chắc chắn là phải có rồi đúng không? Cái đó nó là một cái thú vui mà gọi là thú vui cực kỳ thú tính của các bà phụ nữ. Thiệt luôn á. Cái đó là thực sự đó. Cái đam mê đó nó không ảnh hưởng tới quán này quán kia để lựa ra cái quán nào bán ngon nhất rồi ăn đúng mỗi quán đó. Ăn mặc là shipper hay sao? Shipper là chồng luôn á. Em phải đi mua hả? Con phải đi mua hả? Đúng rồi. Bình thường là ví dụ như ở nhà có đói bụng cả nào, nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Khoái, tại sao nó đúng không? Tại sao nó có nhiều những quán ăn vặt là như vậy đó, để đáp ứng nhu cầu mấy bà phụ nữ thôi. Tôi phải mở quán ăn vặt quá rồi. Thằng Hiệp nó mở ở đó, ăn vặt Hiệp đó. Rồi còn gì nữa không nè? Nếu mà thôi không kể nữa đâu. Sao vậy? Nó stress nữa phải không? Nó trầm cảm nữa hay gì? Hả? Không sao đâu, không có sao hết trơn á. Để thêm tật nó thôi, khui thêm tật nó đi. Khui thêm tật nó uống bia là vô đối. Bia dữ lắm hả? Bản thân con là đàn ông uống bia mà con thua mà. Không, uống bia không phải tật xấu. Chỉ có uống bia xong xỉn vô đó. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Uống bia xong là con hốt phải không? Vợ cái đi ngủ thôi con hốt mà. Con dọn mà. Nhưng mà là hai vợ chồng là có cưa tao đâu với nhau? Dạ có. Thường xuyên phải không? Tức là bình thường luôn. Hai vợ chồng uống ấm, gọi là gì? Nó gọi là gì? Ấm đấu ẩm hay đối ẩm, hai chồng đối ẩm nhau. Có thể nói gọi là chi kỷ á. Vậy ngon vậy được rồi. Vậy đó vui lắm, hiếm hoi có cặp vợ chồng nào mà như vậy lắm. Chồng thích uống với bạn chồng, vợ thích uống với bạn vợ, còn hai chồng mà uống nhau là hiếm hay rồi. Okay. Dễ thương á, cái đó dễ thương. Tuần hoặc là hai tuần là có gì buồn vui là lôi nhau ra nhậu. Được á. Chắc ông Tuấn không chán chị lắm. Là bà đâu biết nhậu gì không? Không, ảnh cũng không có nhậu, ảnh là ẩm trà, gọi là gì, trà đạo hả? Trà đạo thôi. Mà cô chớ hề biết uống một miếng trà luôn. Bởi ông cũng chán trường cô lắm, hiểu không? Cái này là hai vợ chồng thường xuyên coi như là uống với nhau. Thôi được, cái đó dễ thương. Uống nhưng mà chia ra hai trường phái nữa. Ví dụ như có hơi men vô á thì chồng im im không nói gì hết. Còn vợ thì lầy lầy vô đối luôn.
mà lầy vui thì lầy vui thôi. Thôi vậy đúng cũng được rồi. Rồi chứ hai đứa cùng lầy nó cũng mệt nữa. Thôi vậy không có phải tật xấu đâu. Tôi không có bên đâu nhưng mà uống vậy nó vui. Ừ vậy đi. Chừng nào bà kêu cái bà hàng xóm lại hai bà ngồi cứ đôi á. Cái đó mới là tật xấu. Vậy là coi như chỉ có nóng tính thì chấp nhận là tật xấu thôi. Nóng tính thôi. Nữ mà nóng tính như Trương Phi thì mệt lắm nha. Với lại cái vật bất ly thân mà không cầm theo là mình phải nhiều khi có những cái lúc mà cái điện thoại nó với là đúng là vật bất ly thân mà có chuyện gì một cái là mình emergency liền con hiểu không? Dạ. Tạo cái thói quen đó đi. Lúc nào cũng cầm trên tay tại có người để sai vặt mà nó. Rồi giờ tới con đó. Tật xấu của ổng là gì? Tật xấu của ảnh là sao ta? Chỉ có nói chung là mọi thứ ảnh đối với mình đều tốt á. Có tật xấu là giống như là hay quên. Ảnh hay quên ví dụ như là đây cũng hay quên vậy. Dạ. Con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Bởi vì mình biết có người đó tính. Nên kia là thú tính chứ không phải người ta hay quên nha. Thú tính à. Nên là ảnh là hay quên. Ảnh ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha. Rồi mà lát sau tí nữa cũng không mang theo. Đi tới nửa đường cái là mới nhớ là à còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất là nhiều lần luôn rồi. Đó nên đó tật xấu. Cái thứ hai nữa là hay quên nè. Ảnh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, đâu kiểm soát được. Là coi là lực bất tòng tâm thì đó. Lực sao mà kiểm soát được? Cái chuyện nó gần như là vô thức của mình. Đúng rồi, mình không có kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chị khó chịu á, xong rồi chị lên trên mạng á, chị đưa cho mình đọc cái tin là chị cái gì án mạng xảy ra từ tiếng ngáy. Trời mình cũng sợ. Hăm dọa. Vậy là tật xấu đó. Cái này là tật xấu đó. Đó. Hiếp người quá đáng. Hăm dọa người quá đáng. À, tiếp ngáy không phải tật xấu, ngáy là nó là bệnh lý. Thì chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn lại thì ảnh nói chung là đối với con là hoàn hảo. Hoàn hảo. Vậy con có muốn ảnh thay đổi gì không? Thay đổi cái chỉ hay quên á, cái tính hay quên á. Vậy là đi mua thuốc bổ não nghe chưa? Mà không phải cũng nói vậy thì không thể chấp được ảnh bởi vì ảnh rất là nhiều công việc. Dạ quán xuyến xưởng rồi công ty rồi các kiểu ảnh cũng rất là nhiều thôi, công việc. Thông cảm. Dạ. Vậy là con phải ấy, muốn cho ảnh hay quên á, bây giờ bớt cái thú tính hành hạ đi, bớt sai giặt chồng bớt đi. Lại. Nó để cho chồng renew cái não chồng cho nó tươi xanh chút xíu. Má của Khánh á là má vợ con á cũng cái tính đó thôi à. Sai ba vợ con tùm lum hết nè. Từ nhỏ. Đây là một căn bệnh di truyền học từ mẹ truyền qua con. Chồng con sai, chồng má sai. Dạ đúng rồi, dạ có. Nhưng mà tính con thì mạnh mẽ. Dạ. Tính của Khánh có mạnh mẽ không? Dạ không, ảnh thì nói chung nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Nói chung là ví dụ như mà khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cấn quá cái là ảnh rưng rưng khóc hả? Đúng hai rồi. Anh em bắt tay nhau đi. Hai anh em bắt tay nhau đi. Thật khoảng cách 5 cái nhưng đây hay khóc lắm, người đàn ông rất là dễ rơi nước mắt, nhạy cảm, chạnh lòng chút xíu này đã chứng kiến rồi. 8 năm nay các cặp vợ chồng son mà những hoàn cảnh nào ấy là khóc nước mắt đó, cứ vậy nuốt ngược vô. Tại vì người ta tình sĩ cảm sĩ diện á mà nuốt ngược vô tình cảm quá tình thì cảm chị nói quá. Em hai anh em bắt tay nhau được rồi đó, anh mong manh lắm anh mong có những cái đồng cảm với Khánh với Khiêm rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân của em với Khánh và thật sự là với lại hai vợ chồng là cũng đồng cảm lắm. Hai vợ chồng con đồng là cũng có giao kèo mà nói chung là giận cái nào giận nhưng mà chỉ trong ngày thôi trước khi đi ngủ là phải làm hòa mới tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai mà cũng không có, con cũng không thích ngủ dưới đất nữa cho nên là giao kèo trước luôn là giận thì giận nhưng mà trước khi ngủ là phải xong đối tác nhưng mà có thực hồi hiện đó đúng con lại quên giao kèo là lỗi ai người đó nhận chứ cuối cùng là con nhận hết rồi. Con nhận hết luôn đúng sai con cũng nhận rồi. Vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Cứ vẫn là cô ấy thôi tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do không cần phải thay đổi không gì không hết. Mong muốn không bớt nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nghe, con có mong muốn đây là cơ hội đó tính không? Cái mình nóng tính ví dụ như là nóng tính là trong cái vấn đề gia đình á thì mình thấy nó vẫn ổn mà tại vì cô ấy vẫn có cái chính kiến riêng của mình. Cô ấy nóng tính là thì mình nói thôi chắc là mình sai về cái điều đó cô ấy nóng thôi. Chứ giờ con hỏi bản thân con hiền quá rồi mà không có người ví dụ như vợ con nóng tính ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ con thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi, có nghĩa là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Con cũng vậy đâu, muốn Khiêm thay đổi điều gì hả? Chỉ mong muốn chồng bớt quên thôi. Bớt quên. Cái bớt quên đó là con cứ mua thuốc bổ não về không có sao hết. Như vậy là ok vậy được rồi. Thôi hai vợ chồng này thực sự coi như là qua cơn bỉ cực qua cơn bỉ cực hết rồi bây giờ nói chung về tinh thần tụi con bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là sảng khoái rồi bắt đầu mở ra bắt đầu tất cả những cái mà năng lượng xấu bắt đầu nó bay đi hết để mà nó sắp sửa nó re-up cái năng lượng mới vô cho con thì cô hy vọng là em bé càng lớn càng đáng yêu em bé càng lớn càng đeo mẹ con đừng có tư tưởng là dành tình cảm của nó với mẹ nghe con phải vung vô nhớ nha tức là vậy nè
mặc dù con yêu con khủng khiếp nha, con thương nó khủng khiếp, nhưng cô khuyên con nè, con bằng mọi cách con phải dung dáng nó vô, nó phải bám mẹ nó, con hiểu chưa? Nó phải bám mẹ nó, nó không rời mẹ nó ra, và mẹ nó là thần tượng của nó, thì con sẽ có đứa con trai thứ nhì đó. Hay là hay không? Con hiểu chưa? Dạ, đó. Đó, kinh nghiệm đó nghe. Dữ lắm đó nghe. Rồi xin cảm ơn em nha.